Thực ra thì cái sự tử tế thì nó có thể thể hiện từ những cái hành động rất là nhỏ nhặt ở trong cuộc sống của chúng ta, không nhất thiết là phải làm được một điều gì đó thật là lớn lao mà mới được coi là sự tử tế. Tuy nhiên thì là mỗi người cũng sẽ có một cái quan niệm khác nhau về cái việc là có nên chia sẻ những cái thông tin về việc làm tử tế của mình hay không. Ví dụ như là cách đây 3 năm thì gần 3 năm trước khi vào F-Shop thì bản thân tôi cũng đã đăng ký để hiến nội tạng cũng như là giác mạc của mình cho khoa học, cho những người mà cần đến nó sau khi mà bản thân tôi qua đời. Thế tuy nhiên thì vào cái thời điểm đó thì tôi nghĩ rằng là mình làm việc tử tế thì mình biết như vậy là được rồi, tức là mình sẽ có thể là làm việc thiện từ tâm, và tôi không rất là hạn chế chia sẻ những cái câu chuyện đó. Mặc dù là bên trung tâm điều phối tạng quốc gia sau khi mà cấp cho tôi một cái thẻ chứng nhận xong thì có dặn là hãy chia sẻ với mọi người, nhưng mà tôi đâu đó thì vẫn nghĩ rằng sợ rằng là khi mà mình nói ra cái điều đó thì mọi người sẽ nghĩ là mình khoe hay là mình làm màu gì đó. Tuy nhiên thì gần đây thì như chắc hẳn là các bạn cũng biết về câu chuyện về cô bé Hải An 7 tuổi đã hiến tặng giác mạc của mình cho hai người bệnh khác, và thực sự là đó là một câu chuyện rất là xúc động và tạo sự lan tỏa rất là lớn. Và từ đó thì tôi cũng có thay đổi cái suy nghĩ đi một chút. Có lẽ là khi mà mình chia sẻ những cái câu chuyện của mình và chia sẻ những cái điều nhỏ nhặt, những điều tốt đẹp của bản thân mình, thì biết đâu đấy là nó sẽ giúp lan tỏa và ngày càng sẽ có nhiều người hơn nữa thực hiện những cái việc tử tế và tử tế hơn nữa. Và tôi hy vọng rằng là mọi người sẽ tiếp tục lan truyền cái tinh thần này đến cho nhiều người khác nữa.